Em xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh đồng hồ cổ của Dũng Hoàng. Và trong video ngày hôm nay em có gửi đến tất cả các anh em một lô đồng hồ gồm có 20 chiếc và mỗi chiếc có một cái nét đẹp riêng. Và tất cả những sản phẩm bên em bán ra thì đều có một cái thẻ bảo hành nguyên zin chính hãng. Nếu anh em phát hiện hàng fake, hàng nhái thì bên em hoàn tiền 100% giá trị sản phẩm anh em nhé. Và bên em khi anh em mua hàng thì bên em tặng cho tất cả các anh em một chiếc bốc bằng vải để bảo vệ những chiếc đồng hồ cổ này anh em nhé. Và để không làm mất thời gian của tất cả các anh em thì sau đây em sẽ vào mô tả những nét đẹp của những chiếc đồng hồ này và báo giá để tất cả các anh em cùng tham khảo và cùng lựa chọn. Và chiếc đồng hồ đầu tiên đó chính là một chiếc đồng hồ đến từ một cái thương hiệu vua mắc anh em ạ. Thương hiệu này rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ anh em nhé. Và ở thị trường Việt Nam mình cái thương hiệu này cũng rất là ít có. Bản đồng hồ này thì chạy với bộ máy cơ con lên dây, khung vỏ bọc vàng, đấy đang làm từ thép nguyên zin, dây là sợi dây da bò màu xanh navy, rất là vintage anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái size mặt là size 34.5mm, mỏng 10mm anh em ạ. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Vua mắc, thương hiệu này rất là đẹp và bản đồng hồ này thì lên tay cực kỳ là nhã nhặn và tinh tế anh em ạ. Vua mắc mã số 1 bên em đang giao lưu là 5.500.000 đồng. Và chiếc đồng hồ thứ hai đến từ một cái thương hiệu cũng rất là lớn, thương hiệu Excalibur. Và chiếc đồng hồ này khác với chiếc đồng hồ trước với các cặp số được là các cặp số học trò anh em ạ. Và cũng chạy với bộ máy cơ cót lên dây. Đó. Anh em nhìn thấy các cặp số học trò nó sơn đen và kim cũng sơn đen này. Nó nằm nổi lên cái dial nền mặt trắng. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái bản đồng hồ Excalibur này. Mỏng dính, nó vàng đẹp anh em nhá, zin nguyên bản. Đấy, được làm từ thép nguyên zin. Dây là một cái sợi dây da bò màu đen làm tôn lên cái vẻ mặt trắng này. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Excalibur, anh em nhìn thấy có thanh lịch không anh em? Họ rất là sang trọng. Và bản đồng hồ Excalibur này thì có một cái size mặt là size 34mm, mỏng 10mm anh em ạ. Và mã số 2 bên em đang giao lưu là 4.800.000 đồng anh em nhé. Hôm nay là rất là nhiều những chiếc đồng hồ cổ đẹp anh em ạ. Và chiếc đồng hồ thứ 3 mà em gửi đến tất cả các anh em đến từ một cái thương hiệu Avia cũng rất là nổi tiếng. Chiếc đồng hồ này thì vàng nó đang lên ba trầu rất là đẹp, zin nguyên bản 100% anh em nhé. Đấy, được làm từ thép này và chạy với bộ máy cơ cót lên dây. Cái dáng vuông của nó cũng rất là đẹp. Đó, tính cót lên rất là êm. Dây là cái sợi dây nguyên zin nhá anh em nhá. Đấy, dây Avia này zin 100% chiếc đồng hồ này. Đó, nó giá trị sưu tầm rất là cao anh em ạ. Chạy với bộ máy cơ cót 17 UL, size mặt là size 31mm, dáng vuông dáng tròn nó khoảng 34 anh em nhá. Mỏng chỉ có 8.5mm thôi. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Avia lên tay dáng vuông hiện rất là thanh lịch anh em ạ, dây zin và giá cũng rất là hợp lý thôi. Mã số 3 bên em đang bán là 5.800.000 đồng anh em nhá, 5.800.000 đồng. Rất là đẹp. Và chiếc đồng hồ mã số 4 đến từ một cái thương hiệu Benrut anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì chạy với bộ máy cơ con lên dây và hệ thống chuông reo rất là độc đáo anh em ạ. Đây là cái núm này là núm lên con này, khi em lên con là kim dây nó chạy này. Đó, và anh em chỉnh giờ, đây là được cái hệ thống chỉnh giờ này. Còn này là cái chuông reo, nó nằm ở vị trí bên trên. Đó, em lên cót chuông, anh em nghe tiếng chuông nhá, nghe rất là to. Đó, anh em nghe tiếng chuông nó to không anh em? Hệ thống chuông này thì cũng rất là đắt ở bên nước ngoài anh em nhé. Chạy với bộ máy cơ con lên dây, núm nguyên zin này và đáy cũng nguyên zin anh em ạ. Đấy, dây là cái sợi dây da bò màu đen rất là đẹp anh em nhé. Bản này cực kỳ hiếm tại thị trường Việt Nam mình. Nó size 34.5mm anh em ạ, mỏng 10mm. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Bảng chuông reo này lên tay rất là đẹp và cái hệ thống chuông reo của nó cũng là một trong những cái thiết kế mà rất nhiều công sức anh em ạ. Benrut mã số 4 bên em đang giao lưu là 6.200.000 đồng anh em nhé. Tiếp theo trong video ngày hôm nay đó chính là một chiếc đồng hồ đến từ một cái thương hiệu Oris. Thương hiệu Oris này thì cũng rất là nổi tiếng rồi. Đời mới thì ít nhưng mà kiếm được những đời mới thì nhiều nhưng mà kiếm được những chiếc đồng hồ cổ ấy rất là ít có anh em ạ.
Đó, và chiếc đồng hồ này hàng nốt mới đến 99%. Nó gần như là không sử dụng anh em ạ. Anh em nhìn nhé, tổng thể đẹp nguyên zin anh em ạ. Đó, chiếc này anh em thích hợp cho anh em mua biếu tặng. Đó, khóa còn nguyên tang này, dây tây anh em nhé, dây tây này, đáy này, anh em nhìn này, nó còn nguyên sớ anh em nhé. Đó, cái đeo này mặt trắng của nó rất là sâu. Đó, kim đỏ may mắn quanh năm, chạy với bộ máy cơ con lên dây rất là chuẩn anh em nhé. Size mặt là size 33.5mm, mỏng 9.5mm. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Đấy, lên tay cực kỳ là sang trọng, cổ điển anh em ạ. Và bản đồng hồ này cũng rất là ít có tại trường Việt Nam mình. Đó, mã số 5 bên em đang giao lưu là 8.300.000 đồng anh em nhé. Con đấy rất là thích hợp cho anh em mua cho biếu tặng đấy anh em ạ. Đó, và chiếc đồng hồ mã số 6 trong video ngày hôm nay đến từ một cái thương hiệu của Romer anh em ạ. Anh em nhìn thấy cái dial này mặt của nó đẹp không anh em? Anh em nhìn thấy có đã không? Và chiếc đồng hồ này cũng mới như chiếc trước, độ mới phải tầm 98%, 98-99%, gần như là một chiếc đồng hồ tồn kho anh em ạ. Đấy, tổng thể zin nguyên bản 100% Romer. Và em thích nhất là cái chiếc đồng hồ này bởi vì là có cái dial này mặt này, anh em nhìn đẹp không anh em? Đó, máy cơ con lên dây anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này thì độ mỏng như một chiếc đồng hồ pin anh em ạ. Dây là sợi dây dây da này, dây da tây anh em ạ, mỏng dính. Dây này ở bên nước ngoài, ở bên Việt Nam mình không bán đâu anh em ạ, nên là nó com nét về từ bên nước ngoài vậy đấy anh em ạ. Size 34mm anh em nhé, mỏng chỉ cũng 7mm thôi, 7mm. Và chiếc đồng hồ này thì quá nhã nhặn rồi, thanh lịch và đầy nam tính anh em ạ, mỏng dính anh em nhìn này. Đó, và mã số 6 bên em đang giao lưu là 9.500.000 đồng anh em nhé. 9.500.000 đồng cho chiếc đồng hồ này. Giá trị siêu tầm cao và độ mới còn rất là cao anh em nhé. Mã số 7 trong video ngày hôm nay đến từ một cái thương hiệu cũng rất là lớn, thương hiệu Veranza, chạy với bộ máy cơ con lên dây, được sản xuất vào những năm 1960 anh em ạ. Đó, và bộ máy lên dây 17 chân kính rất là đẹp. Đó, núm zin đáy nguyên zin, nguyên zin sớ này anh em nhìn thấy không, phê không anh em? Đó, mỏng dính. Và cái dial này mặt mỡ gà này rất là đẹp anh em nhé. Các cọc số nổi, có một vị trí lấy cọc 3 giờ tiện lợi. Size mặt là size 34mm, mỏng 10mm anh em ạ. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Đấy, lên tay cực kỳ là sang trọng, đẹp lắm anh em ạ. Đó, Veranza. Và bản đồng hồ này mã số 7 bên em đang bán là 4.500.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ mã số 8 là một chiếc đồng hồ dáng tay anh em ạ. Đến từ thương hiệu nào đây? Thương hiệu Victory anh em nhé. Thương hiệu Victory. Ở Việt Nam mình chắc chắn là anh em chưa gặp chiếc đồng hồ này, cũng không có nhiều cơ hội để anh em gặp anh em ạ. Nó nước vỏ bọc vàng này, đang đi bã trầu rất rất là đẹp anh em nhé. Nó ánh tím này, nhìn sang lắm. Và thiết kế kiểu cổ điển, kiểu rất là thanh lịch, hai kim hoàng gia, chạy với bộ máy cơ con lên dây anh em ạ. Và mỏng lắm, đáy được làm từ thép nguyên zin. Đấy, có logo cũng như là cái thông số của chiếc đồng hồ này. Đó, dây này, dây da bò màu đen rất là đẹp, sang trọng. Và bản đồng hồ này thì thiết kế kiểu hai kim hoàng gia, nhìn đẹp, sang trọng. Đó, và bản đồng hồ Victoria này thì có một cái size mặt là size 32mm anh em ạ. 32mm, dáng vuông, dáng tròn nó khoảng 34.5. Nó mỏng chỉ có 8.5mm thôi. Và bên em đang giao lưu chiếc đồng hồ mã số 8 này là 4.500.000 đồng anh em nhé. Tiếp theo là một chiếc đồng hồ đồng xu anh em ạ. Mã số 9 đến từ một cái thương hiệu nổi tiếng, đồng hồ đồng xu Sionic. Và anh em nhìn thấy cái dial này mặt bà nữ thần tự do chưa? Nó như ốp một cái nước vàng lên trên bề mặt, rất đẹp. Khung vỏ bọc vàng toàn thân, nước vàng có thể soi gương được anh em ạ, rất đẹp và sang trọng, chạy với bộ máy cơ con lên dây anh em nhé. Tiếng cót lên rất là êm. Đó, và bản đồng hồ này thì em cho anh em chiêm ngưỡng cái dial này mặt này, nó đẹp không anh em, rất là sang trọng. Và được em kết hợp với một sợi dây da bò đen, một sợi dây da bò đen tôn lên cái vẻ mặt vàng, nó ngả màu vàng hồng anh em ạ. Size mặt là size 33.5mm, mỏng chỉ có 9.5mm thôi. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem.
nhìn rất là sang trọng anh em nhé. Và bản đồng hồ Cyanic này mã số 9 bên em đang giao lưu là 6.800.000 đồng anh em nhé. Và mã số 10 trong video ngày hôm nay đến từ một cái thương hiệu đồng hồ nổi tiếng BNC và thương hiệu thời trang thế giới cực kỳ là nổi tiếng anh em ạ. Và chạy với bộ máy cơ cót lên dây anh em nhé. Anh em nghe tiếng cót chưa? Tiếng cót lên cực kỳ êm, nó mỏng dính. Và anh em cùng chiêm ngưỡng này, đáy được làm từ thép nguyên zin này, vàng này. Dây là cái sợi dây da bò màu đen, dây da bò màu đen. Đó, size mặt 34mm, mỏng chỉ có 9mm thôi. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Thương hiệu cực kỳ mạnh, nền mặt trắng trẻ tia bắt sáng rất là tốt. Đó, và mã số 10 bên em đang giao lưu chỉ có 4.500.000 đồng thôi anh em nhé. Mã số 10, 4.500.000. Và chiếc đồng hồ mã số 10 trong video ngày hôm nay đó chính là một chiếc đồng hồ rất là độc đáo anh em ạ, đến từ thương hiệu Bulldog. Và cái thương hiệu này rất là ít có tại trường Việt Nam. Và anh em thấy không, một bản thiết kế digital đi vào huyền thoại anh em ạ. Khung vỏ làm từ thép này, nguyên zin này. Và bản đồng hồ này thì có một cái dial nền mặt màu xanh cổ Việt rất là đẹp và sang trọng, chạy với bộ máy cơ cót lên dây anh em nhé. Lên tay này cực kỳ thanh lịch anh em ạ, Bulldog. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái size mặt là size 31mm, mỏng 9mm thôi. Size nó khoảng 34, dáng tròn anh em nhé. Màu xanh dây cũng tương tự với màu mặt, rất là đẹp. Và mã số 10 bên em đang giao lưu là 6.800.000 đồng. Mã số 11 là chiếc đồng hồ dáng tivi rất là độc đáo. Và bản đồng hồ có một cái thiết kế cũng như là một cái dial nền mặt vàng vỡ gà nguyên zin anh em nhé. Các cọc số là các cọc số nổi này, có hai kim hoàng gia và chạy với bộ máy cơ cót lên dây anh em nhé. Cái dial này mặt vàng mỡ gà này nhìn rất là đẹp. Và anh em thấy không, cái núm nguyên zin này. Dây là dây da đà điểu mới tinh. Và bản đồng hồ này thì có một cái size mặt là size 33mm, dáng hình chữ nhật. Thì dáng tròn lên tay nó khoảng 34.5 anh em nhé. Mỏng chỉ có 8.5mm thôi. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Acrylic rất là thanh lịch, đẹp lắm anh em ạ. Và bản acrylic này bên em đang giao lưu là 4.800.000 đồng anh em nhé. Rất là ít có tại trường Việt Nam mình. Chiếc đồng hồ mã số 13 đến từ một cái thương hiệu Magic cũng rất là ít có, cũng nổi tiếng đấy anh em ạ. Chạy với bộ máy cơ cót lên dây 21 GQL. Anh em nghe tiếng cót có êm không? Đấy. Và cái niềng của nó là niềng khía bông, rất là đẹp và sang. Đấy, được làm từ thép này, mới tinh anh em ạ. Và bản đồng hồ này thì các cọc số nổi này, thiết kế kiểu bốn chân càng ngắn này, đeo lên tay rất là ôm tay. Đó, và size mặt là size 34mm, mỏng chỉ có 8mm thôi anh em ạ. Đó, và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem này. Rất là đẹp, ôm tay và sang trọng anh em nhé. Ít có tại trường Việt Nam mình. Và bản đồng hồ Magic này thì bên em đang giao lưu mã số 13 là 4.500.000 đồng anh em nhé. Chiếc đồng hồ mã số 14, một chiếc đồng hồ vô cùng độc đáo anh em ạ, đến từ một cái thương hiệu Engin rất là nổi tiếng anh em ạ. Engin Automatic, dáng tròn vuông và thiết kế kiểu huyền thoại của cái thương hiệu Engin này. Đấy, logo nổi và chạy với bộ máy tự động có hỗ trợ có tay anh em nhé. Đấy, anh em thấy không, bản đồng hồ cực kỳ đẹp. Đấy, cái dial này mặt zin còn đẹp, mới tinh. Đấy, anh em nhìn thấy cái vạch phút chưa? Cái vạch phút này nó như một chiếc đường đua, một cái đường đua. Hồi xưa họ làm thiết kế cực kỳ độc đáo anh em nhé. Các cọc số nổi này, trụ kim rất là đẹp. Đấy, bọc vàng dày. Đấy, được làm từ thép nguyên zin. Và dây này, dây là dây da tây, nguyên bản từ bên nước ngoài về. Size mặt là size bao nhiêu? Size mặt là size 31.5mm, dáng vuông, dáng tròn nó khoảng 34.5, mỏng 11mm anh em ạ. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Đó, anh em thấy nó đẹp không anh em? Cực kỳ sang trọng. Engin. Và chiếc đồng hồ Engin này thì bên em đang giao lưu là 6.200.000 đồng anh em nhé. Mã số 14. Và mã số 15 trong video ngày hôm nay đến từ một thương hiệu Pereo, dáng vuông này. Như một chiếc đồng hồ nó cực kỳ là hiếm có tại trường Việt Nam. Dây là một cái sợi dây bọc vàng này. Anh em cùng chiêm ngưỡng cái dial này mặt này. Nó đẹp không anh em? Nó mới tinh tương.
và chạy với bộ máy cơ con lên dây anh em nhé. Đó, và chiếc đồng hồ Pereo này thì theo em, cá nhân em ấy, nó là một trong những chiếc đồng hồ rất rất là đáng được sưu tầm. Đấy, được làm từ thép này, nguyên zin này, mỏng dí anh em nhé. Đó, kim này, kim còn mới tinh. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái size mặt là size 30mm. Mỏng nó chỉ có khoảng 9mm thôi. Em lên tay này. Đó, và chiếc đồng hồ này thì lên tay cũng rất là to, size tròn nó khoảng 34 anh em nhé. Đấy, lên tay không hề bé đâu anh em ạ. Đẹp, sang trọng. Và kiếm được chiếc đồng hồ thứ hai cũng ít có lắm anh em nhé. Mã số 15, bên em đang giao lưu chiếc đồng hồ này là 7.500.000 đồng anh em nhé, Pereo. Và chiếc đồng hồ thứ 16 trong video ngày hôm nay đến từ một cái thương hiệu đồng hồ Rado, duy nguyên bản 100% anh em nhé, bản Rado World Travel. Đấy, rất là đẹp, núm zin này. Đấy, hai cá ngựa nguyên zin, dây bọc vàng, dây hạt gạo bọc vàng còn nguyên zin. Đó, rất là đẹp. Khóa hai cá ngựa này. Đó, rất là đẹp nhé. Cái dial này mặt này, anh em nhìn thấy sâu không? Rado World Travel, cái logo màu neon này có xoay được anh em nhé. Chạy với bộ máy tự động 30mm. Size 35mm, chuẩn size bên Tết xưa anh em ạ. Đó, 11, độ mỏng 11mm. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Đấy, lên tay rất là đẹp, World Travel. Anh em nào mà đang muốn sưu tầm những bản đồng hồ Rado này thì anh em hãy nhanh tay sở hữu anh em nhé. Rất là đẹp. Giá em đang giao lưu là mã số 15 là 7 triệu đồng anh em nhé. 7 triệu. Và chiếc đồng hồ thứ 17 đến từ một cái thương hiệu Caravelle. Cái thương hiệu này cũng là một trong những cái thương hiệu rất là lớn. Và hơn thế nữa, nó là một chiếc đồng hồ hàng nót anh em nhé. Hàng nót. Đấy, anh em thấy không? Chạy với bộ máy tự động có hỗ trợ có tay, duy nguyên bản 100% anh em nhé. Anh em thấy không? Các cặp số nổi này. Đấy, nền mặt vàng mỡ gà nguyên zin, rất là đẹp. Và zin nguyên bản 100%, chiếc đồng hồ hàng nót này, núm zin có logo này, lớp vỏ bọc vàng còn rất là sáng và dày. Đấy, được làm từ thép này. Đúng. Dây cũng là dây zin của đồng hồ, dây đục nổ này, dây caravelle này, rất là hiếm có anh em nhé. Chạy với bộ máy tự động có hỗ trợ có tay. Size mặt là size 33mm, mỏng 11mm. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Chiếc đồng hồ này rất là giá trị, sưu tầm rất là cao. Đó, và hơn thế nữa, nó là một chiếc đồng hồ hàng nốt, đẹp sang trọng anh em ạ. Caravelle bên em đang giao lưu là 7.900.000 đồng anh em nhé. Mã số 16. Chiếc đồng hồ mã số 17 trong video ngày hôm nay đó chính là đến từ một cái thương hiệu Rotary, với logo bánh xe cùng đuôi cánh, rất là đẹp. Đấy, cái con lên cực kỳ êm. Rotary, các cặp số này anh em nhìn thấy rất là thanh mảnh và đẹp sang, mỏng dính như một chiếc đồng hồ pin. Đấy, được làm từ thép nguyên zin. Và chiếc đồng hồ này được em kết hợp với một sợi dây da bò màu xanh Lavi. Size mặt là size 33.5mm, mỏng 7.5mm. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Anh em nào yêu thích cái nét vintage cổ điển thanh lịch công sở thì lựa chọn chiếc đồng hồ này, giá vô cùng hợp lý, chỉ có 4.500.000 anh em nhé. Mã số 17, 4.500.000 anh em ạ. Và chiếc đồng hồ mã số 19 đến từ một thương hiệu đồng hồ cực kỳ nổi tiếng, Colavin. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái logo ở trên cái dial này mặt ấy, một vị tướng quân Mosedanza, vị tướng quân chột mắt rất là nổi tiếng. Và vị tướng quân này lừng danh thế giới anh em ạ. Anh em có thể search trên Google anh em nhé. Về thông tin của vị tướng quân này, khung vỏ bọc vàng toàn thân. Và đây là một trong những chiếc đồng hồ sưu tầm của bên shop em, rất là giá trị anh em nhé. Không có chiếc thứ hai tại trường miền Nam đâu anh em ạ. Và anh em nào mà muốn sưu tầm bản đồng hồ này thì anh em hãy nhanh tay liên hệ với em. Đấy, dây cũng là dây tây này, nguyên zin này. Đó, cực kỳ là sang. Thiết kế kiểu hai kim hoàng gia, size mặt 33.5mm, mỏng 9mm anh em ạ. Và bản đồng hồ này em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Vị tướng quân chột mắt, mục xe nan ra, mã số 19. Chiếc đồng hồ này thì bên em đang giao lưu ở với một mức giá là 25.500.000 đồng anh em nhé. Anh em nào mà yêu thích những nét cổ điển độc đáo thì anh em liên hệ ngay với em. Chiếc đồng hồ này độc nhất tại chợ Việt Nam đấy anh em ạ.
Và chiếc đồng hồ một cuối cùng trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Rado. Cái thương hiệu Rado thì cũng không xa lạ gì với tất cả các anh em rồi, nó cực kỳ đẹp anh em ạ. Đấy, tổng thể riêng nguyên bản 100%, anh em nhìn thấy cái dây của nó đẹp cho anh em, chất thép rất là, nó làm cái sợi dây này nó cũng rất là kỳ công tỉ mỉ, và đấy được làm từ thép tổng thể riêng nguyên bản, núm zin có logo, lên cót cực kỳ là êm. Đấy, thiết kế kiểu hai kim hoàng gia. Và bản Rado này thì có một cái size mặt là size 33mm, mỏng chỉ có 6mm thôi. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Đó, bản Rado này thì lên tay rất là vừa vặn, em mỏng dính, anh em có thể đeo sợi dây da cũng được, thay ra đeo cũng rất là lịch sự. Và chiếc Rado này thì bên em đang giao lưu là 4.600.000 đồng anh em nhé. Và vừa rồi thì em có gửi đến tất cả các anh em một lô đồng hồ gồm có 20 chiếc, và nếu anh em yêu thích những chiếc đồng hồ này thì anh em hãy nhanh tay gọi điện cũng như kết bạn Zalo để nhanh nhất chốt được những chiếc đồng hồ này. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã xem và theo dõi video này, và em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã luôn tin tưởng và ủng hộ shop em trong suốt thời gian dài vừa qua.